Theo đó, từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 tới, Mobifone triển khai tặng miễn phí gói cước FP2 2GB một ngày trong 90 ngày cho các khách hàng sử dụng điện thoại 2G chuyển đổi lên smartphone và gói cước CD 4G, 1.000 phút thoại nội mạng Mobifone và 40 phút thoại ngoại mạng sử dụng trong 30 ngày cho các khách hàng sử dụng điện thoại 2G chuyển đổi lên feature phone 4G. Ngoài ra, nhà mạng còn miễn phí đổi SIM 4G cho các khách hàng đang sử dụng SIM 2G, 3G, đồng thời tặng gói cước data trị giá 30.000 đồng, tương ứng 30GB trên 7 ngày trong 2 tháng diễn ra chương trình. Về chương trình hỗ trợ máy, Mobifone tặng điện thoại Mastel cho thuê bao 2G khi đăng ký gói cước 12 CD70, tương đương 70.000 đồng một tháng trong 12 tháng, miễn phí các cuộc gọi nội mạng và 70 phút ngoại mạng trên một tháng. Tặng 670 máy smartphone Samsung A05 cho hộ nghèo tại Đà Nẵng. Ngoài ra, nhà mạng Mobifone hợp tác với các đơn vị bán lẻ, triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như đổi máy 2G còn hoạt động bình thường, lấy máy 4G mới.